vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, một học sinh ở quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh bị một nam thanh niên đâm vào bụng, đe dọa cướp điện thoại di động, khiến dư luận không ngừng xôn xao. Công an nhanh chóng vào cuộc và bắt được đối tượng này. Được biết hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tâm, 29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. Chiều 22 tháng 7, công an quận Phú nhuận tiếp nhận tin báo của em MM, M, 16 tuổi nữ học sinh lớp 10, trình báo khi em đi học về thì bị một thanh niên đi xe máy cầm vật nhọn đâm vào vùng bụng, đe dọa cướp điện thoại di động. Sự việc trên xảy ra tại hẻm đường Phùng Gian Cung, phường 7, quận Phú Nhuận. Qua công tác truy xét, công an quận Phú Nhuận xác định nghi phạm là Nguyễn Trọng Tâm, ngụ quận Bình Thạnh. Đối tượng đã trốn lên tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, lực lượng công an truy xét mật phục tại các bến xe nhà trọ. Đến đêm 10 tháng 10 thì bắt giữ Tâm khi đối tượng vừa về thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận sau khi gây án đã bỏ lại xe máy tại hẻm trên đường Giang Kiếp, quận Bình Thạnh, tắt điện thoại, thay đồ và bỏ trúng. Ngoài ra, Tâm còn thực hiện một vụ trộm xe máy tại quận Bình Thạnh. Đối tượng có một tiền sự đi khai nghiện và ba tiền án.